Double2T bắt dạp khao cả làng sau chiến tích ở Rap Việt. Netizen nhầm tính hơn cả nghìn khách, cách 40 km cũng đến dự. Rap Việt mùa 3 đã kết thúc từ lâu, nhưng hành trình từ trai bản đến quán quân cuộc thi rap của Double2T Bùi Xuân Trường sinh năm 1996 vẫn cực kỳ ấn tượng. Sau khi thăm quê nhà ở Tuyên Quang, rapper trẻ cũng giữ đúng lời hứa bắt dạp khao cả làng khiến dân tình ngày càng dành nhiều tình cảm cho anh chàng. Trên trang cá nhân, Double2T hào hứng: "Hôm nay em thực hiện lời hứa bắt dạp giữa 3 quả đồi mời mọi người sang chơi. Cảm ơn bản làng đã ủng hộ em thời gian qua." Kèm theo đó, anh chàng chia sẻ những hình ảnh chuẩn bị như dựng dạp, nấu cỗ để mời mọi người. Dù chính chủ không tiết lộ đã làm bao nhiêu mâm cỗ khao cả làng, nhưng trong các video được đăng tải, con số ước chừng phải hàng chục mâm cỗ. Trong bữa tiệc, Double2T diễn lại những bài rap giúp mình giành chức quán quân và nổi tiếng như "À Lôi", "Người miền núi chất", vân vân. Bên cạnh đó, anh chàng cũng không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người ở bản làng đã luôn ủng hộ mình. Ngoài những người dân trong bản của Double2T, bữa tiệc còn đón rất nhiều người đến từ các vùng lân cận cách xa 30 đến 40 km. Ngay cả khi tiệc mừng kết thúc, mọi người vẫn đứng ở cổng nhà rapper để được gặp anh chàng và hô vang "Người miền núi chất".